Yeah. Bữa nay đi vô là ngày cuối cùng, bữa hẹn cuối cùng, hôm nay là bữa hẹn thứ ba rồi hả cô chú anh chị. Ở trong cái cửa hàng đồ nội thất là mọi người nhà bếp nè. Hôm nay đến đây là sẽ thống nhất cái bản thiết kế cuối cùng luôn. Cái cầu thang máy này hơi nhanh, con đi cẩn thận nha. Nắm tay nè. Là hôm nay vô sẽ trả tiền luôn đó cô chú anh chị, rồi sẽ tiến hành là người ta sẽ đóng đồ cho mình luôn. But with a stainless steel trim. Do you hear that? Personally. Well, I would agree with Adam. Because you're changing the fridge freezer now to the lighter silver. He's suggesting you pick the same oven and you change the surround to have the silver. Just the panel with matches, the silver. That's just the panel. And it'll just nicely tie in then with the fridge freezer. And the handle. And is the microwave would be the same? Same, yeah. Microwave would be so the same. So if I go into the microwaves, I do... See? It's still a... That's what I would do. Just that little bit of stainless steel would tie in nicely because the top of the oven... Woo! That went back further than I thought. Yeah. So... Baby. So there's your oven. That part there will be black. Yeah. This top of the oven will have a stainless steel panel, but the bottom of the microwave have a stainless steel panel, so they tie in. Personally, I think basically that is just going to sit on top of there, isn't it? Yeah. No. So what do you think, darling? They're not that bad of a couple. Like, I think because we're going to change the. I think because we're going to change the fridge freezer. Yeah, that's the Zanussi microwave. I think that's the picture. So that has got the picture on the side on the thing, which is nice. Yeah. So you'd have the black at the top. Yeah. You'd have a little bit of stainless. Fix out this. Totally agree. Yep. Right. Yeah, I honestly think it is. Oh, sorry, you said. Chi Ngọc, đừng có đụng tay vào đó con. Okay. Yeah. Honey. Yeah. I was just making sure to cut the angle for you taking a picture. Well, that sounds a good idea. Chi, đi xuống đây con, đi cho chú ngồi đi con. Okay. All right. That's good. Right now. Xong rồi cô chú Huy đã trả tiền rồi đó. Để khi nào mà làm cái nhà bếp xong á. Chưa có trả tiền thải, mọi người tiền thải là tính riêng, cái tiền thải là gần bằng cái tiền của cái nhà bếp luôn đó cô chú anh chị. Thì sau khi mà làm xong hết, Kim sẽ bật mí cho cô chú anh chị biết là tổng cộng cái giá ở bên này sửa cái nhà bếp là bao nhiêu tiền hả mọi người. What do we say baby? We say xin chào con bà câu chữ đi học. Đi. Bây giờ nhà Kim sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Hôm nay chủ nhật rồi cô chú anh chị. Sáng mai là Tony 5 giờ rưỡi sáng là sẽ dậy đi công tác nữa rồi mọi người. Right, baby, do you need anything along here? No. Chị Chi có hai cuốn sách này, cô chú ơi. Gần tới ngày lễ Easter ha. Em Chi thấy sách có con thỏ nè, với trứng nữa. Ngày săn trứng hả mọi người? No, I didn't look at this part here. Okay, what's inside? Rồi, cái trứng đó, người ta giấu trứng đó. Đừng con là con bẻ nó hư hết trơn rồi, con lật lên thôi, đừng bẻ. This is a bottle of it. Ừ. Em Chi hôm nay cô chú thấy giờ hôm nay em Chi mặc áo dài nè cô chú anh chị, áo dài Việt Nam nè. Shop baby please. Hello Chi. Faster, go on. Hello, boy. Chi nè, mạnh lên. Mạnh lên Chi à. Như đó thôi đó hả? Chi giờ Chi ngồi lên xe là nhìn Chi bự chảng luôn rồi Chi à. Cái xe này để cho mấy em nhỏ. Ở phía bên kia có một cái xe kem hả cô chú anh chị. Chi lại Chi hello fan đi. Có một bạn học chung lớp Chi ở trong đây nữa. Chi gặp bạn học ở trong đây nè cô chú anh chị. Gặp bạn học chung lớp của Chi nè. Okay.
trời sắp mưa tới rồi cô chú anh chị ơi. Nó nhiễu hoạt lên đầu Kim rồi. Mưa lâm râm rồi, mọi người chắc chuẩn bị đi về rồi. Yeah! Giải chân lên. Lift your feet up. Làm đi. Trời mưa rồi mọi người đi về, đi ra xe đi về cô chú anh chị. Ở đây có cái hồ này nè, có vịt ngỗng nhiều lắm mọi người, bồ câu nữa. Mà cái hồ này nước rất là trong luôn. Không biết người ta có bỏ cái chất gì xuống dưới không mà Kim thấy cái nước nó xanh xanh luôn á cô chú anh chị. Xanh xanh qua năm suốt tháng mặc dù là có vịt có ngỗng gì quá trời ha, mà nước vẫn rất là trong luôn. Trời mưa, mới mưa xong rồi cái nắng nháng lên, cái hết mưa xong cái sụp nắng cái mưa. Lạnh quá chừng mọi người. Đi cá mua nha chị nha. Oh, you okay? Trời nắng lên này cô chú chị, bữa nay sao có mấy con gì nó bay bay quá chừng giống như con muỗi vậy đó. Ở đây có cái hồ nước đẹp quá chừng nè cô chú anh chị. Có ghế nữa nè. Ghế thì ngồi đây ngắm cảnh. Ở trong đây có quán cà phê hả cô chú anh chị? Cà phê ăn sáng ăn trưa với lại cà phê ăn sáng ăn trưa gì đó. Gần cái hồ nước. Đây thì có thêm một cái xe kem nè cô chú anh chị. Chị đi đâu á? Chị xuống kia chạy xe nữa hả? Hả chị hả? Rồi em chị. Em chị giờ em muốn lại cái chỗ lúc nãy em chạy xe nữa nè cô chú ơi. Để Kim cho mọi người xem là cái khu đó là đi vòng qua cái bờ hồ, nó là cái chỗ chi chơi lúc nãy hả cô chú anh chị. Đây là có cà phê nè, quán cà phê cạnh bờ hồ. Chỗ này là ở chỗ đó là có cái toilet ở trong đó đó cô chú anh chị. Xong đi lên trên đây là cái chỗ này lúc nãy chi chạy xe nè mọi người. Là đi bộ vòng qua bên kia, ở một cái khu ngoài kia vẫn còn nữa cô chú anh chị, rất là lớn, công viên này rất là lớn luôn mọi người. Cha con là đang làm gì? Chi nó thân nóng quá rồi, cởi áo rồi cô chú. Chị đi đường nào? Chị đường đó hả? Coi chừng nè con nè. Trời ơi, xem chút nữa bạn vô luôn rồi. Đi về nha. Gần 3 giờ rồi, đi về con à. Đi về, làm bài tập nữa, do homework nữa chi à. One more time á nha. Chị ở mê cái này quá trời luôn rồi, không chịu về luôn rồi mà cô chú ơi. Giờ đi về luôn cô chú ơi. Giờ chuẩn bị đồ cho ba chị đi công tác nữa. Về Kim có một cái tin vui của chú anh chị. Kim chưa có báo cho mọi người biết nữa. Chắc nó về nhà Kim sẽ báo cho cô chú anh chị biết là một cái tin vui gì rất là vui luôn cô chú ơi. Kim không thể đợi luôn đó. Đi về thôi. Anh chị bây giờ muốn ra ngoài chạy xe đạp nè cô chú anh chị. Lúc nãy Kim nói là có tin vui hả cô chú anh chị, thì nhà Kim chuẩn bị về Việt Nam mọi người. Thật ra là năm này Kim không có tính về Việt Nam năm nay đâu cô chú anh chị. Tại vì nhà Kim mới về từ năm ngoái đó mọi người. Thì năm nay tính là ở bên này đi du lịch châu Âu hay là đi vòng vòng ở đâu đó chứ không có về Việt Nam nữa. Nhưng mà Kim mới nhận được một cái tin vui từ gia đình của Kim là em gái Kim á, chuẩn bị lên xe bông đó cô chú anh chị. Cho nên là Kim mới mua vé về, thì mua vé hồi bữa giờ rồi mọi người. Thì hôm nay chưa đến một tuần nữa là về đó cô chú anh chị, là 2 tháng 4 là Kim bay về Việt Nam hết mọi người. Nhưng mà đợt này chỉ có hai mẹ con Kim bay thôi. Kim với Chi về trước, xong rồi khi nằm gần đến đám cưới á, thì Tony mới bay về sau hết mọi người. Xong rồi cả nhà Kim sẽ bay lại qua bên đây.
Lần này thì cũng may mắn là do đầu tháng 4 đó cho cô chú anh chị, Chi Chi sẽ được nghỉ học 2 tuần mọi người. Ở bên này cứ mỗi một giao mùa thì học sinh sẽ được nghỉ. Thì bây giờ là giao mùa từ mùa đông sang mùa xuân hả cô chú anh chị, học sinh sẽ được nghỉ 2 tuần. Thì Chi Chi sẽ nghỉ học đến ngày 15 cô chú anh chị. Nhà Kim sẽ về Việt Nam đến ngày 21. Tại vì 20 là đám cưới em gái Kim, thì 21 xong đám cưới là Kim sẽ, cả nhà Kim sẽ bay về bên đây. Thì như vậy thì mình đi về Việt Nam 3 tuần nhưng mà chỉ nghỉ học có 1 tuần thôi cô chú anh chị. Lý do là ở bên này nghỉ học của cô chú anh chị cũng rất là căng mọi người, rất là khó luôn. Phải gọi điện lên trường nè, rồi trường sẽ hẹn một cái cuộc họp phụ huynh, mình họp với cô giáo hiệu trưởng ha cô chú anh chị. Lý do tại sao mà đi về hay là lý do tại sao mà cho con em của mình nghỉ học, do là ở bên này đó mọi người, người ta rất là chú trọng đến cái việc giáo dục đó. Cho nên mà cho con nghỉ học mà không có lý do hoặc là không có lý do chính đáng là sẽ bị phạt tiền luôn đó mọi người. Rất là khó khăn cô chú anh chị. Cho nên cái việc mà cho Chi Chi nghỉ học đến 6 ngày thì cũng rất là khó. Phải cô hỏi à, tại sao phải nghỉ, lý do làm sao mà phải nghỉ nhiều như vậy, nghỉ dài như vậy. Thì cuối cùng thì mình nói là đi về Việt Nam đó. Thì nói về Việt Nam thăm gia đình với lại đám cưới người thân nè. Thì nói chung là cô cũng hiểu và thông cảm, nhưng mà cô nói là hy vọng là sẽ không có thêm một cái lần nào nữa ha cô chú anh chị. Dạo này Kim thấy ở trong xóm Kim á, là chiều chiều là hay có các bạn nhỏ tập xe nè cô chú anh chị. Cái này giống như là có huấn luyện viên, có thầy giáo dạy chạy xe đạp đó mọi người. Ở trong cái khu Kim do là yên tĩnh á, không có xe cộ nhiều cho nên là người ta đến đây để tập nè cô chú anh chị. Hôm nay Kim có thịt bò với lại trứng nha cô chú anh chị. Cái này giống như là cái gọi là bò gì mà ở Sài Gòn mình làm đó mọi người, bò lúc lắc phải không? Bò lúc lắc đó cô chú anh chị. Có chén nước tương đó mọi người. Hôm nay thì chỉ có Kim với Chi ăn tối thôi hả cô chú anh chị. Ba Chi thì ăn cái món khác hả mọi người. Lý do mà mọi người thấy Kim với Chi hay ăn tối ở trên cái phòng khách này đó là do cái phòng ăn đó là ba Chi làm việc hả cô chú anh chị. Nhiều khi đó, ba Chi làm việc xong rồi cái để luôn laptop với lại giấy tờ máy in gì trên bàn luôn đó mọi người, không có dẹp. Cho nên là cả nhà Kim hay ăn tối ở phòng khách luôn cô chú anh chị. Vừa ăn vừa xem tivi hoặc là ba Chi xem đá banh gì đó. Chuyến này thì Kim làm cái phòng bếp là đập luôn cái bức tường ngăn giữa nhà bếp và phòng ăn luôn hả cô chú anh chị. Cho nên là sẽ nới rộng ra được cái không gian đó. Sau này hy vọng là mỗi bữa tối thì nhà Kim sẽ ăn tối ở phòng ăn hả cô chú anh chị. Đến cái video mà làm về nhà bếp á, Kim sẽ quay chi tiết hơn hả mọi người, để chia sẻ cô chú anh chị là nhà Kim sẽ làm cái gì hả cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ nhà Kim nha. Và nhớ đón xem những video tiếp theo, Kim sẽ về Việt Nam mà quay những video ở Việt Nam hả cô chú anh chị.
mong mọi người cùng đồng hành cùng mẹ con Kim Chi ha mọi người.